Chào mừng các em đến với bài giảng môn công nghệ lớp 7. Phần 2, phần lâm nghiệp. Chương 1 là kỹ thuật gieo trồng và chăm sóc cây rừng. Bài vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng. Và thứ nhất là vai trò của rừng và trồng rừng. Nhiệm vụ số hồi nãy sau đây chúng ta hãy nêu lên vai trò của rừng đối với đời sống kinh tế sản xuất. Vâng vâng. Có số hình ảnh A, B, C, D, I, G. Thứ nhất, hình A. Thì chúng ta thấy là môi trường xin được làm trong lành, trong sạch hơn. Bởi vì cây xanh nhờ quá trình quang hợp mà hấp thụ khí carbonic và thải ra ngoài khí oxy. Ngoài ra cây xanh còn có thể hấp thu bụi trong không khí, làm cho môi trường không khí trở nên trong lành hơn. Và một hecta rừng thì có thể hấp thụ tới 220 đến 280 kg khí CO2 từ khí carbonic á, và cùng lúc đó thải ra ngoài 180 đến 200 kg khí oxy trong một ngày đêm. Và một hecta rừng có thể lọc từ không khí 50 đến 70 tấn bụi trong một năm. Điều này sẽ làm giảm khí bụi trong khí quyển xuống còn đến 20-40%, và độ vắng đục của bọt không khí xuống còn 10-30%. Thông tin thứ ba là một hecta rừng có thể hấp thụ đến 68 tấn bụi trong một năm. Như vai trò thứ nhất. Vai trò thứ hai, nhà rừng có vai trò là phòng hộ, hạn chế tốc độ dòng chảy, chắn gió, chống sóng mòn ở vùng đồi núi và chống lũ lụt, chống cát bay vùng biển, vân vân. Như nãy này ha, nước sẽ thấm vào đất làm hạn chế bớt cái lũ lụt xói mòn, và cái tán lá cây rừng cỏ sẽ ngăn cản dòng nước rơi và dòng chảy, làm cũng hạn chế lũ lụt xói mòn sạt lở đất. Và lượng nước dòng chảy ở mỗi khu rừng có tán lá chi từ 0,7 đến 0,8 là khoảng 44 mét khối trên một hectare trong năm. Cỏ đất rừng sau khi khai thác là gần 1.900 mét khối trên một hectare trong một năm. Ở phía sau cánh rừng trong phạm vi từ 200 mét, tốc độ gió chỉ còn 30% so với gió ban đầu. Đây, chúng ta xem cái video minh họa. Đây, đây là khu vực rừng. Nếu như có lũ lụt hay là sóng thì rừng sẽ ngăn cản được sóng biển, ở phía sau khu rừng sẽ không còn cái sóng biển nữa. Sóng ở đây rất dữ dội, nhưng khi sau khi qua cái tán rừng thì sóng trực dòng nước rất êm đềm ha. Và đầu tiếp theo đó là cung cấp nguyên liệu để xuất khẩu, một cái cảng biển nơi để diễn ra các hoạt động là vận chuyển các nguồn nguyên vật liệu từ lâm sản đi xuất khẩu. Và rồi tiếp theo là cung cấp nguyên vật liệu để sản xuất và chế biến đồ gia dụng, các đồ vật dùng bằng gỗ như bàn ghế tủ vân vân. Đây là một quang cảnh của một cái khu rừng. Như rừng để phục vụ là nơi du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí, tham quan du lịch sinh thái. Nhà rừng đó là một nơi nuôi dưỡng, bảo tồn các nguồn gen động thực vật quý hiếm, bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên, như là các vườn quốc gia, các khu bảo tồn, vân vân, để giữ gìn các nguồn động vật thực vật quý hiếm. Như ở nước ta có rất là nhiều cái vườn quốc gia và khu bảo tồn, như là vườn quốc gia ở Tây Nguyên là gồm rất là nhiều. Ở Kon Tum, Gia Lai, Đắk Nông, Đắk Lắk, Lâm Đồng cũng là vùng Tây Nguyên, vùng Tây Nguyên là nhiều. Ở khu dự trữ sinh quyển ở Việt Nam như rừng ngập mặn Cần Giờ, ở Đồng Nai, Cát Bà, sông Hồng, Kiên Giang, Nghệ An, Cà Mau, Cù Lao Chàm, vân vân, rất là nhiều. Thì tóm lại vai trò của rừng có những vai trò như sau, có 6 vai trò.
và đó là nhiệm vụ của trồng rừng ở nước ta. Thứ nhất là tình hình rừng ở nước ta. Chúng ta quan sát cái sơ đồ sau đây, chúng ta thấy là thứ nhất là diện tích rừng tự nhiên. Diện tích rừng tự nhiên trước kia là năm 1943 là 14.350.000 ha. Đến năm 1995 thì còn 8.253.000 ha. Đối với độ che phủ thì năm 1943 là 43%, độ che phủ rừng là 43%. Nhưng đến năm 1995 độ che phủ rừng là giảm xuống còn 28%. Vì diện tích độ trọc năm 1943 là diện tích rất nhỏ, không đáng kể. Nhưng đến năm 1995 thì lên tới 13 triệu hecta. Vì điều đó có nghĩa là gì? Điều đó là diện tích rừng tự nhiên suy giảm này, độ che phủ của rừng suy giảm xuống này, mà đất trống độ trọc lại tăng lên. Nhìn diện tích rừng toàn quốc đến năm 2017 là 14.415.381 hecta, trong đó rừng tự nhiên là có 10.236.415 hecta, rừng trồng là có 4.178.966 hecta. Theo thống kê của Kiểm lâm Việt Nam, tính đến 31 tháng 12 năm 2004 thì mức độ che phủ phục hồi rừng năm 1995-2004 như sau. Năm 1995 là diện tích rừng tự nhiên là 8.253.000 ha. Nhưng đến năm 2004 là 10.088.288 ha. Độ che phủ rừng năm 1995 là 28%. Năm 2004 là 36,7%. Điều đó có nghĩa là diện tích rừng tự nhiên tăng lên thì độ che phủ của rừng cũng tăng lên, và đồng thời cũng giảm bớt cái đất trống độ trọc, giảm bớt cái diện tích đất trống độ trọc xuống. Đây là sơ đồ về năm 2018, nâng độ che phủ của rừng lên 41,6%. Nhiều rừng ở nước ta hiện nay trong thời gian qua bị tàn phá nghiêm trọng, diện tích rừng và độ che phủ của rừng giảm, diện tích độ trọc và đất trống hoang mạc ngày còn tăng. Nên một số nguyên nhân dẫn đến diện tích rừng tự nhiên giảm này: cháy rừng do chiến tranh, do tàn phá rừng, khai thác rừng bừa bãi này, đốt rừng làm nương rẫy, và xây dựng các công trình nhằm phục vụ cuộc sống dân sinh, hay là phá rừng làm nơi cứ nơi chăn thả gia súc, nơi ở, nơi chúng ở, làm đường xá, trường trại, vân vân. Đây là những hậu quả. Đây là lũ lụt xói mòn đất, lũ lụt xói mòn, sạt lở, và ô nhiễm bầu không khí, ô nhiễm và hạn hán. Ngoài ra còn có hậu quả lớn khác, đó là băng tan ở các cực, băng tan, và động vật thì không còn nơi sống, nơi ở, và rừng bị tàn phá cho nên các động vật không còn nơi sinh sống, không còn thức ăn để tồn tại, có nguy cơ bị tuyệt chủng. Nhờ về diện tích rừng ở nước ta, về tình hình rừng như thế, cho nên nhiệm vụ trồng rừng ở nước ta là trồng rừng sản xuất, trồng rừng phòng hộ và trồng rừng được dụng. Nhiệm vụ để phủ xanh đất trống độ trọc thì chúng ta phải tiến hành trồng rừng để che phủ lại diện tích đất rừng đã mất, hay là trồng rừng ngập mặn ở vùng ven biển để hạn chế nhiễm mặn và sóng biển. Nhiều nhiệm vụ trồng rừng nước ta là sẽ phủ xanh được 19,8 triệu hecta đất lâm nghiệp. Sau khi học xong bài này, các em có những góp ý gì hoặc là có câu hỏi gì về bài, hãy để lại bình luận ngay bên dưới video. Và đừng quên những thao tác sau đây. Thứ nhất là bấm thích video, bấm đăng ký và bấm chuông để nhận thông báo cho tất cả các video đăng tải mới tiếp theo, và chia sẻ video này với tất cả bạn bè, và thực hiện
quy ước 5 ta theo hướng dẫn của Bộ Y tế để phòng chống dịch COVID-19. Và chúng ta chờ đón một video mới đăng tải tiếp theo trong thời gian sắp tới. Xin chân thành cảm ơn các em đã quan tâm theo dõi video này và hẹn gặp lại các em trong một bài giảng tiếp theo trong thời gian tới. Bài giảng đến đây là hết. Chúc các em có một sức khỏe, học tốt và an toàn trong mùa dịch. Xin cảm ơn các em. Hẹn gặp lại các em trong bài giảng tiếp theo. Chào tạm biệt các em nha.